Niệm và hành các pháp như thế nào? Câu hỏi của Tâm Thanh. Hỏi: Kính thưa Thầy, vì Phật Pháp lúc này Thầy ra đi, chúng con e rằng giới luật của Đức Phật người ta còn bẻ dụng ra, còn đường về xứ Phật của Thầy người ta phá đi, để đi con đường khác Thầy ạ. Do đó, ước nguyện của chúng con muốn Thầy vì Phật Pháp trường tồn, dìu dắt chúng sanh. Một thời gian nữa, Thầy hãy ra đi Thầy nhé. Thưa Thầy, con nghĩ rất nhiều. Con không thể viết ra được. Con không có văn hay, chữ tốt, lỗi chính tả của con cũng có. Con mong Thầy cảm thông cho con. Sau đây, con mong Thầy giải thích cho con hiểu một số câu hỏi. Niệm và hành các pháp này như thế nào? Kính thưa Thầy, ở miền Bắc, các cư sĩ thường đọc và tụng kinh sách của Đại Thừa nhiều, nên đã ăn sâu vào tâm trí của mọi người. Đến nay, chúng con có phước duyên gặp được chánh pháp của Phật. Chúng con mong Thầy giảng rõ cách niệm, cách hành trì và phân biệt những câu dưới đây để mọi người hiểu được rõ ràng, để khi tu tập cho có kết quả. A. Cách niệm thân, thọ, tâm và pháp như thế nào? B. Cách quán thân, thọ, tâm, pháp như thế nào? C. Cách niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới như thế nào? Ở miền Bắc, nói đến niệm là mọi người cứ đọc Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân. Còn niệm pháp thì cứ nghĩ tưởng là tụng kinh. Họ đâu biết kinh là lời Phật dạy các pháp thiện hoặc ác, để mọi người tu tập tránh điều ác, làm điều lành, để mọi người không còn làm khổ cho nhau. Đó là giải thoát, chứ đâu có nghĩ kinh sách để mà tụng gọi là niệm pháp. Từ lâu trên thế gian này, chúng con có bao giờ được nghe giảng về các pháp này đâu. Vì vậy, chúng con ngưỡng mong Thầy từ bi thương xót chúng con, nói rõ như Thầy đã giảng Thất Giác Chi trong tập 9 Đường Về Xứ Phật. Đáp: Niệm theo lời Đức Phật dạy thì không phải là miệng đọc thầm hoặc đọc to tiếng một danh hiệu Phật hoặc một câu kinh, câu kệ, câu thần chú, vân vân. Niệm có nghĩa là tâm tâm niệm niệm một việc gì, một gương hạnh đạo đức cao thượng, một pháp môn tuyệt vời để sống đúng, làm đúng, tu tập đúng, không hề làm sai, hành sai, sống sai, vân vân. Chúng ta nên thấy a. Cách niệm thân, thọ, tâm, pháp là luôn luôn quan sát, để ý trên bốn chỗ này, tức là thân, thọ, tâm và pháp. Hễ khi thấy có chướng ngại pháp nào trên đó thì phải tìm mọi cách đẩy lui chúng ra khỏi bốn chỗ này. Nhờ tu tập như vậy mà tâm được giải thoát, nên gọi là tu tập tứ niệm xứ, hay gọi là cách niệm thân, thọ, tâm, pháp, và vì vậy còn gọi là niệm bốn niệm xứ. B. Quán thân, thọ, tâm và pháp là cách tư duy, suy nghĩ về thân, thọ, tâm và pháp. Ví dụ, quán về thân tức là tư duy suy nghĩ về sự vô thường, sự bất tịnh, sự đau khổ của thân. Thân không phải là ngã, là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Thân là do nhân quả tạo thành. Thân là do tứ đại hòa hợp. Thân là ổ bệnh tật, là tai họa, khổ ách, vân vân. Quán về thọ. Thọ cũng vô thường, cũng khổ đau. Thọ không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Thọ là do nhân quả mà có. Thọ là thọ, chứ không có người chịu thọ khổ đau như phần đông người ta tưởng. Có người chịu thọ khổ đau. Quán về tâm.
tâm vô thường, vô ngã. Tâm là khổ đau. Tâm không phải là ta, là của ta, không phải là bản ngã của ta. Tâm là do duyên ngũ quẩn tạo thành. Tâm là chủ chốt của hành động nhân quả, thiện, giả. Tâm ham muốn là khổ. Tâm không ham muốn là giải thoát. Tâm ác là khổ. Tâm thiện là giải thoát. Quán về pháp, các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã. Các pháp không phải là ta, của ta, bản ngã của ta, vân vân. Về phương pháp niệm Phật, pháp, tăng và giới, thì ta nên đọc lại Tứ Bất Hoại Tịnh mà Thầy đã giảng dạy trong bộ sách Đường Về Xứ Phật. Trong Kinh Nguyên Thủy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy niệm Phật, có nghĩa là Phật sống như thế nào, thì chúng ta sống như thế nấy, thì gọi là niệm Phật. Niệm Pháp có nghĩa là Pháp dạy như thế nào, thì chúng ta sống đúng như Pháp đã dạy, thì đó là niệm Pháp. Niệm Tăng có nghĩa là chúng tăng sống hòa hợp như thế nào, thì chúng ta sống hòa hợp như thế nấy, thì đó là niệm tăng. Niệm giới có nghĩa là giới luật dạy như thế nào, thì chúng ta phải sống đúng giới luật, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, thì đó là niệm giới. Chỉ tu tập theo đúng lời dạy trên đây thì có sự giải thoát ngay liền. Còn niệm Phật theo kiểu Phật giáo phát triển, cứ đọc tụng danh hiệu Phật, tức là chửi Phật, còn có tội chứ chẳng có ích lợi gì cả. Ví dụ, như có ai cứ gọi tên mình mãi, mình có buồn giận không? Chẳng hạn người ta gọi tên con, Tâm Thanh ơi, Tâm Thanh ơi, như vậy con thấy sao? Gọi tên con mà con giúp gì được cho họ, khi mà luật nhân quả đã công bằng và công lý xử phạt công minh.